Xin kính chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 3. Em thân mến, ở trong nội dung video này, mời các em chúng ta cùng tiếp tục củng cố kiến thức và làm bài tập trong cuốn bài tập tuần Toán 3 tập 1 theo chương trình sách kết nối tri thức với cuộc sống thêm nhé. Chúng ta cùng đến với kiến thức của tuần học 14. Các kiến thức gồm có thực hành và trải nghiệm với các đơn vị mm, gam, millilit, độ C, tiết 2. Luyện tập chung: nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Chúng ta cùng vào A lớn, kiến thức trọng tâm. Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. 1. Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số không nhớ. Ở đây chúng ta có ví dụ tính 123 nhân 3 thì bằng bao nhiêu. Và để các em chúng ta phân biệt rõ hơn thì bây giờ thầy sẽ phân chia cái số 123 này thành các chữ số ở các cột đơn vị này, chục này, trăm này. 123, số 3 là số đơn vị này, số 2 là số chục này, số 1 là số trăm. Khi nhân với số có một chữ số, ở đây là nhân với 3, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Chúng ta sẽ lấy số 3 ở hàng dưới này, nhân lần lượt với các chữ số đơn vị, số chục và số trăm, tức là theo chiều từ phải sang trái. 3 nhân 3 bằng 9, viết 9 thẳng với số đơn vị. Tiếp theo nào, 3 nhân 2 bằng 6, viết 6 thẳng với số chục. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3 thẳng với số trăm. Đây là cách nhẩm, các em có thể xem lại nếu chúng ta vẫn chưa hiểu nhé. Và chúng ta có thể viết gọn như sau. Khi chúng ta viết 123 nhân 3 này thì nhớ rằng là chúng ta đặt số 3 nó phải thẳng với lại số đơn vị em nhé. Nào, nhẩm lại cùng thầy nào. 3 nhân 3 bằng 9, viết 9. 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. Như vậy, 123 nhân 3 ta được kết quả bằng 369. Đó là kiến thức nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số không nhớ. Em lưu ý cho thầy về cách đặt tính và cách chúng ta thực hiện các em nhé. Tiếp theo chúng ta sang phần kiến thức trọng tâm 2 nhỏ. Nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số có nhớ. Ví dụ tính 127 nhân 3 bằng bao nhiêu. Trước hết đó là về phần đặt tính, thì chúng ta sẽ đặt tính sao cho chữ số 3 là số có 1 chữ số này, nó phải thẳng cột với số đơn vị, đúng không? Nó là số đơn vị, nó sẽ thẳng cột với số đơn vị, em nhớ nhé. Cụ thể 127 gồm có 7 đơn vị này, 20, 100 chúng ta sẽ viết chia cột như thế này, các em hiểu chưa? Ok nhé, rồi chúng ta thực hiện nào. Chúng ta sẽ lấy số 3 nhân lần lượt với các chữ số ở hàng trên theo chiều từ phải sang trái, tức là nhân với số đơn vị trước. 3 nhân 7 bằng 21 thì viết số 21 ở cột đơn vị đúng không? Rồi, để tạm đây nhé. 3 nhân 2 bằng 6, viết 6 thẳng với số chục đúng không các em? Đấy, tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái số 21 này là số có 2 chữ số, thì số 2 ở hàng chục này chuyển sang cột chục. Đó, vậy thì bây giờ ta sẽ làm như thế nào? 3 nhân 7 bằng 21, viết 1, ta nhớ 2. Em nhớ chưa? Nhớ 2 để lát nữa mình nhớ vào cột chục đấy, đúng không? 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2, lúc nãy chúng ta vừa nhớ đúng không? Thêm 2 thì bằng 8, ta sẽ viết 8 thẳng với số chục này. Tức là sau khi nhớ xong thì là 6 ta được thêm 2 nữa thì bằng 8, thì gọi là phép nhân có nhớ đấy, em đã hiểu chưa? Tiếp tục nào, 3 nhân 1 bằng 3, viết 3 thẳng với lại số trăm đây rồi. Như vậy, chúng ta có thể đọc phép tính như sau. 127 nhân 3, nào, chúng ta cùng thực hiện với thầy nhé. 3 nhân 7 bằng 21, viết 1, nhớ 2. 3 nhân 2 bằng 6, thêm 2 bằng 8, viết 8. 3 nhân 1 bằng 3, viết 3. Đấy, các em có thể xem lại cách nhẩm ở phía bên dưới này các em nhé, cách thực hiện đó. Như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng với thầy củng cố lại cái phần kiến thức trọng tâm có liên quan đến, đó là nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số ở trong tuần học 14 này. Các em rất lưu cho thầy đó là phần đặc tính và cách thực hiện em nhé. Mời các em chúng ta cùng với thầy Tài sang phần B lớn bài tập của tuần học 14, một lớn, phần trắc nghiệm. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng. Câu 1.
chiều dài của con kiến như bức tranh. Chúng ta nhìn thấy này, ở trên đây là cái thước đúng không? Chúng ta đo tương ứng chiều dài của con kiến này, đúng không? Phía đầu này, phía đuôi này. Chúng ta thấy rằng chiều dài con kiến là từ vạch 0 này đến vạch 1 và thêm hai phần nhỏ nữa, đúng không các em? Từ vạch 0 đến vạch 1 là 1 cm, thêm hai phần nhỏ nữa tức là thêm 2 mm nữa. Nó sẽ bao gồm là 1 cm cộng với hai phần nhỏ nữa này, tức là 2 mm, em hiểu chưa? Thế 1 cm chẳng qua chính bằng gì? À, chẳng qua chính bằng 10 mm cộng thêm 2 mm nữa thì nó sẽ bằng 12 mm. Như vậy chúng ta chọn đáp án C. Câu 2, kết quả của phép tính 108 ml nhân 5 là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta sẽ đi đặt tính thực hiện. Cách làm rất đơn giản, đó là chúng ta sẽ đặt tính 108 nhân 5 bằng bao nhiêu cái đã nhé. Chúng ta lấy số ở hàng dưới này, đúng không? Số có một chữ số ở hàng dưới nhân lần lượt với các chữ số ở hàng trên theo chiều từ phải sang trái các em nhé. 5 x 8 bằng 40. Viết 0 nhớ 4. Em chưa quen với em phải ghi số 4 bên cạnh để em lát em nhớ này, đúng chưa nào? 5 x 0 bằng 0, thêm 4 bằng 4, viết 4 thẳng với lại số chục này. 5 x 5 viết 5. Như vậy 108 chúng ta nhân 5 ta sẽ được kết quả bằng 540. Vậy thì 108 ml em nhân 5 sẽ bằng là 540 ml. Chúng ta chọn cho thầy đáp án C. Câu trắc nghiệm số 3. Nhiệt độ ngoài trời như bức tranh lúc này khoảng bao nhiêu độ C? Chúng ta quan sát bức tranh, chúng ta có thể đi dự đoán rằng là ở ngoài trời chắc là đang rất là lạnh đúng không? Thì bạn nhỏ này bạn mới cần sưởi ấm bằng một đống lửa này đúng không các em? Như vậy, ở nhiệt độ nó sẽ rơi vào khoảng là chúng ta ước lượng khoảng 20 độ C đúng không? Thấp hơn nhiệt độ cơ thể. Nhiệt độ của cơ thể con người chúng ta là 37 độ C đúng không? Nhiệt độ bình thường. Thì 35 độ C nếu nó gần quá thì nó không quá là lạnh đúng không? Đấy, còn nhiệt độ ngoài trời lúc này thì tầm khoảng là 20 độ C thì nó sẽ là lạnh, thì bạn nhỏ này mới cần sưởi ấm. Chúng ta chọn đáp án D. Câu trắc nghiệm 4. Quả bí ngô cân nặng khoảng bao nhiêu? Thì câu này chúng ta sẽ ước lượng thì cân nặng khoảng 3 kg sẽ là phù hợp em nhé. Câu 4 này chúng ta chọn đáp án D. Câu trắc nghiệm 5. Anh Minh rót hết mật ong vừa thu hoạch được vào đầy 3 lọ, mỗi lọ 250 ml mật ong. Vậy lượng mật ong anh Minh thu hoạch được là? À, chúng ta có thể tư duy như sau. Chúng ta sẽ biểu diễn 3 lọ mật ong sẽ là 3 đoạn thẳng. Mỗi lọ là có lượng mật ong là 250 ml đây các em. Đây, có 3 lọ thì thầy sẽ vẽ làm 3 đoạn. Đây chính là lượng mật ong mà anh Minh thu hoạch được đúng không các em? À, một lọ thì đựng được là 250 ml đúng không các em? Vậy lọ thứ hai cũng đựng được là 250 ml này. Và lọ thứ ba cũng vậy. Như vậy ở đây chúng ta sẽ đưa ra được phép tính để tính tổng lượng mật ong mà anh Minh thu hoạch được, đó chính là 250 cộng 250 cộng 250. Hay nói cách khác chính là 250 được lấy 3 lần. Ta lấy 250, chúng ta nhân 3. Và bây giờ thầy cho mình sẽ đi đặt tính nhé. 3 x 0 bằng 0, viết 0. 3 x 5 bằng 15, viết 5, nhớ 1. Các em có thể nhớ 1 ở bên ngoài nháp này kiểu quên. 3 x 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7, viết 7. Như vậy, 250 x 3 ta được kết quả bằng 750. Đúng chưa? 750. Và đơn vị là ml. Thầy cho chúng ta chọn đáp án B. Câu trắc nghiệm 6. Mỗi quả táo cân nặng 150 g. Mẹ mua 6 quả táo như vậy. Vậy mẹ đã mua bao nhiêu gam táo? Tương tự như câu số 5 đúng không các em? Ở đây một quả thì có cân nặng là 150 g. 6 quả táo như vậy thì chúng ta sẽ gấp 6 lần lên. Ở phía trên câu số 5, mỗi lọ là 250 ml đúng không? Mỗi lọ là 250 ml này. Có 3 lọ như vậy chúng ta nhân 3 lần lên. Vậy thì ở trong câu số 6 này, mỗi quả cân nặng 150 g, có 6 quả ta sẽ gấp 6 lần lên thì mình sẽ ra được tất cả là nặng bao nhiêu gam em nhé. Chúng mình sẽ đi đặt tính. 6 x 0 bằng 0, viết 0. 6 x 5 bằng 30, viết 0, nhớ 3. Em thể viết số 3 bên cạnh này kiểu quên. 6 x 0 bằng 6,
thêm 3 bằng 9 viết 9. Như vậy, 150 x 6 ta được kết quả bằng 900 và đơn vị là gam các em nhé. Chúng ta chọn đáp án A. Chúng ta cùng với thầy chuyển sang hai lớn phần tự luận của tuần học 14 nào. Bài 1 tính. Trong bài này là chúng ta rèn luyện đặt tính nhân thôi các em. 123 x 3. Chúng ta thực hiện lấy số ở hàng dưới nhân lần lượt với các chữ số ở hàng trên theo chiều từ phải sang trái. 3 x 3 bằng 9 viết 9 thẳng với số đơn vị các em nhé. 3 x 2 bằng 6 viết 6 thẳng với số chục. 3 x 4 bằng 3 viết 3 thẳng với số trăm. Như vậy, 123 x 3 ta được kết quả bằng 369. Tiếp tính tiếp theo. 444 x 2. 2 x 4 bằng 8 viết 8 thẳng với lại số đơn vị. 2 x 4 bằng 8 viết 8 thẳng với lại số chục. 2 x 4 bằng 8 viết 8 thẳng với số trăm. Như vậy, 444 x 2 ta được kết quả bằng 888. Phép tính thứ 3. Em lưu ý đây là phép tính có nhớ các em nhé. Chúng ta có thể để nháp sang bên cạnh, chúng ta ghi cái số nhớ đấy vào. 2 x 6 bằng 12 viết 2, kem nhớ 1, kem nhớ 1. Đó, nhớ 1 nhá. 2 x 4 bằng 8, kem thêm 1 thì bằng 9, viết 9 thẳng với lại số chục. 2 x 2 bằng 4, viết 4. Như vậy, 246 x 2, kem được kết quả bằng 492. Tiếp theo, 151 x 5. 5 x 1 bằng 5, viết 5 thẳng với số đơn vị này. 5 x 5 bằng 25, viết 5, kem nhớ 2. Nhớ 2 kiểu quên nhá. 5 x 1 bằng 5, thêm 2 bằng 7, viết 7. Như vậy, 151 x 5, ta được kết quả bằng 755. Tiếp tính cuối cùng, 140 x 7. 7 x 0 bằng 0, viết 0. 7 x 4 bằng 28, viết 8, kem nhớ 2, kem nhớ nhá. Viết 8 nhớ 2 này, đúng chưa? 7 x 4 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 7 x 1 bằng 7, thêm 2 bằng 9, viết 9. Như vậy, 140 x 7 ta được kết quả bằng 980. Vậy là chúng ta đã xong bài tự luận 1 rồi. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 2, đặt tính rồi tính. Phép tính đầu tiên, 111 x 6 nào. Em nhớ là khi đặt tính, chúng ta phải đặt tính thẳng cột em nhé. Tức là chữ số hàng đơn vị phải thẳng với hàng đơn vị đấy. Thực hiện nhân nào. Ta lấy số có một chữ số hàng dưới nhân lần lượt với các chữ số hàng trên theo chiều từ phải sang trái. 6 x 1 bằng 6, viết 6 thẳng với số đơn vị. 6 x 1 bằng 6, viết 6 thẳng với số chục. 6 x 1 bằng 6, viết 6 thẳng với lại số trăm. Như vậy, 111 x 6 ta được kết quả bằng 666. Tiếp tính thứ 2, 323 x 3. 3 x 3 bằng 9, viết 9 thẳng với số đơn vị này. 3 x 2 bằng 6, viết 6 thẳng với số chục này. 3 x 3 bằng 9, viết 9 thẳng với lại số trăm. Như vậy, 323 x 3 ta được kết quả bằng 969. Tiếp tính tiếp theo. 246 x 2. 2 x 6 bằng 12, viết 2, em nhớ 1 nhé. 2 x 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9. 2 x 2 bằng 4, viết 4. Như vậy, 246 x 2 ta được kết quả bằng 492. Tiếp tính tiếp nào. 152 nhân 4. Em lưu ý là khi chúng ta đặt tính nhân ấy, các em viết dấu nhân ở giữa và cái dấu nhân này các em viết cẩn thận, không là nhiều bạn sẽ bị nhầm sang dấu cộng các em nhé. À, chúng ta thực hiện nào. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 4 x 5 bằng 20, viết 0, nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, viết 6. Như vậy, 152 x 4 ta được kết quả bằng 608. Tiếp tính cuối cùng, 482 x 2. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 8 bằng 16, viết 6, nhớ 1. 2 x 4 bằng 8, thêm 1 bằng 9, viết 9.
Như vậy 482 nhân 2 ta được kết quả bằng 964. Chúng ta đã xong bài tự luận 2 rồi. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 3, tính. Ở đây đó là những cái biểu thức này có những cái phép tính có dấu cộng, dấu trừ và có cả những cái dấu nhân này nữa, thì chúng ta lưu ý là cách chúng ta thực hiện phép tính. Nếu mà chỉ có phép cộng, phép trừ thôi thì chúng ta sẽ thực hiện lần lượt theo chiều từ trái sang phải và sau đó mình ghi kèm theo đơn vị nữa là xong. Tức là phép tính đầu tiên chúng ta có 26mm cộng 38mm trừ 19mm thì mình sẽ lấy 26 cộng 38 trước, đúng không các em? Chúng ta đặt tính nhé. 26 cộng 38. Sáu cộng tám bằng 14, viết 4 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 3 cộng 3 bằng 6, viết 6. À, như vậy sau khi cộng xong thì chúng ta sẽ được đó là 64mm và trừ đi 19mm. Em đã hiểu chưa? Bây giờ mình sẽ lại lấy 64 trừ 19, chúng ta đặt tính ra. 64 em trừ 19. 4 không trừ được 9. Thì bây giờ chúng ta sẽ lấy 14 trừ 9 thì bằng 5, viết 5 nhớ 1. 6 trừ đi 1 thì bằng 5, 5 trừ 1 còn 4, viết 4. À, như vậy thì sau khi trừ xong thì mình sẽ được kết quả bằng 45, đúng không các em? Tức là ở đây sẽ bằng 45mm. Chúng ta điền đây cho thầy. 45mm. Tương tự như vậy, biểu thức tiếp theo đây ta thấy là có trừ và cộng. Thì mình cứ thực hiện lần lượt theo chiều từ trái sang phải. 715 gram trừ 270 gram cộng 335 gram. Bây giờ mình sẽ đi đặt tính. 715 em trừ 270. Đây là số 5 em nhé. 5 trừ 0 bằng 5, viết 5. 1 không trừ được 7, lấy 11 trừ 7 thì còn 4, viết 4 nhớ 1. 7 trừ đi 1 thì còn 6. 6 trừ 2 bằng 4, viết 4. Như vậy kết quả đầu tiên ta được bằng 445 gram. Sau đó mình cộng thêm 335 gram nữa. Bây giờ mình sẽ đi đặt tính. 445 cộng 335. 5 cộng 5 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 thêm 1 bằng 5. 5 cộng 3 bằng 8, viết 8. 4 cộng 3 bằng 7, viết 7. Như vậy ta được kết quả bằng 780. Và đơn vị là gram. Tiếp theo, cái biểu thức này chúng ta có toàn dấu trừ thôi thì mình cũng lần lượt thực hiện theo chiều từ trái sang phải. 680ml trừ 256ml trừ 181ml. Ta sẽ thực hiện 680 trừ 256 trước. 0 không trừ được 6, ta lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1. 8 trừ đi 1 bằng 7, 7 trừ đi 5 bằng 2, viết 2. 6 trừ đi 2 thì còn 4, viết 4. Như vậy phép tính đầu tiên mình trừ được là bằng 424ml. Bây giờ mình trừ tiếp 181ml thì mình sẽ đi đặt tính. 4 trừ 1 bằng 3, viết 3. 2 không trừ được 8, lấy 12 trừ 8 còn 4, viết 4 nhớ 1. 4 trừ đi 1 còn 3, 3 trừ đi 1 còn 2, viết 2. Như vậy ta được kết quả bằng 243 và ghi tên đơn vị là ml. Đó là chúng ta đã xong cái phần cột bên trái. Tiếp theo chúng ta sang phần tính liên quan đến tính nhân. Thì chúng ta chỉ việc thực hiện đó là lấy các số nhân với nhau sau ghi thêm đơn vị thôi. Ở đây mình có thể nhân nhẩm được. 100 nhân 7 sẽ là 700, đơn vị là mm. 700 mm. 200 gram nhân 4 mình cũng nhân nhẩm được. 200 nhân 4 sẽ là 800, đơn vị là gram. 800 gram. 300ml nhân 3 sẽ bằng 900ml. Vậy là chúng ta đã xong bài tự luận 3 rồi các em ạ. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 4. Đề bài đó là số hỏi chấm. Ở đây đề bài yêu cầu chúng ta là phải xác định xem là cân nặng của chùm nhãn này bao nhiêu này, cân nặng của chùm chôm chôm là bao nhiêu. Thì chúng ta tư duy về phần cân thăng bằng. Chúng ta thấy rằng là hai đĩa cân này đã thăng bằng với nhau. Các em nhìn thấy cái vạch đỏ ở giữa này, đúng không? Vạch thăng bằng ở giữa rồi. Như vậy chúng ta sẽ có được là tổng cân nặng của đĩa cân bên trái sẽ bằng tổng cân nặng của đĩa cân bên phải, em nhé. Đĩa cân bên trái sẽ bao gồm là 50 gram này, đúng không? Cộng với lại cân nặng của chùm nhãn là bao nhiêu, chúng ta để dấu hỏi chấm đây, sẽ bằng với lại
Đĩa cân bên phải gồm có quả cân 200g cộng với lại quả cân 20g. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm gọn cái đĩa cân bên phải lại, tức là mình sẽ cộng lại 200g cộng với lại 20g sẽ là 220g. Đúng không các em? Thế vậy thì bây giờ 50g cộng với số nào để ra được là 220g? Chúng ta tư duy là phép cộng. Thành phần chưa biết nó chính là số hạng chưa biết. Số hạng chưa biết cái dấu hỏi chấm này sẽ bằng gì? 220g là tổng này, trừ đi số hạng đã biết là trừ đi 50g, các em đã hiểu ý tưởng chưa? Đấy, mình đặt tính thôi. 0 trừ 0 bằng 0 viết 0. 2 không trừ được 5 ta lấy 12 trừ 5 bằng 7. Viết 7 nhớ 1, 2 trừ 1 bằng 1 viết 1. Như vậy ta được kết quả nó bằng 170g. Đây chính là cân nặng của chùm nhãn, đúng chưa các em? Chúng ta điền đây. Số 170. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ chuyển sang bức tranh bên phải này. Cân cũng được thăng bằng rồi đúng không? Tức là tổng đĩa cân ở bên trái sẽ là cân nặng 500g cộng 50g sẽ bằng với đĩa cân bên phải gồm có quả cân 100g cộng với chùm chôm chôm là bao nhiêu chúng ta chưa biết này. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm gọn lại. 500 cộng với 50 sẽ là 550g, thì sẽ bằng là 100g cộng với lại chùm chôm chôm hỏi chấm chưa biết. Đây lại là phép cộng rồi, thì số hỏi chấm sẽ bằng là 550g là tổng này, chúng ta trừ đi 100g, vậy thì mình sẽ ra được là hỏi chấm này sẽ bằng là 450g. Đây chính là cân nặng của chùm chôm chôm. Chúng ta điền cho thầy là 450 các em nhé. Đó, đơn vị là gam. Như vậy thầy trò chúng ta đã nhanh chóng làm xong bài tự luận 4 rồi. Chúng ta cùng đến với bài tự luận 5. Đó là mình sẽ thực hiện yêu cầu từ trái sang phải thôi để điền vào chỗ trống. 120g x 2 thì chúng mình lại đặt tính ra cho cẩn thận nào. 2 x 0 bằng 0 viết 0. 2 x 4 bằng 4 viết 4. 2 x 1 bằng 2 viết 2. Như vậy 120 x 2 ta được kết quả bằng 240. Và chúng mình nhớ ghi thêm đơn vị là gam cho thầy nhé. Đây bởi vì số này là gam đúng không? Tiếp theo 240g x 3 lên thì ta lại đặt tính là 240 x 3 nào. 3 x 0 bằng 0 viết 0. 3 x 4 bằng 12. Mình viết 2 nhớ 1. 3 x 2 bằng 6. Thêm 1 bằng 7 viết 7. Như vậy ta được kết quả bằng 720. Và ghi thêm đơn vị là gam. Đó, chúng ta đã xong cái dãy phép tính thứ nhất. Tiếp theo 103ml x 4 thì ta sẽ đặt tính thôi. 4 x 3 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 4 x 0 bằng 0, thêm 1 bằng 1, viết 1. 4 x 1 bằng 4, viết 4. Như vậy ta được kết quả là 412, ghi thêm đơn vị ml. Sau đó mình lại nhân với 2, chúng ta lại đặt tính. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 2 x 4 bằng 8, viết 8. Ta được kết quả bằng 824. Và ghi thêm đơn vị là ml. Như vậy thầy trò chúng ta đã xong bài tự luận 5 rồi các em ạ. Mời các em chúng ta cùng đến với bài tự luận 6 của tuần học 14. Đề bài như sau. Mẹ mua 2 chai nước mắm. Chai nhỏ có 250ml nước mắm. Lượng nước mắm có trong chai to gấp 2 lần chai nhỏ. Hỏi mẹ đã mua bao nhiêu ml nước mắm? Ở đây trong bài này chúng ta sẽ có hai bước tính các em nhé. Thầy cho mình cùng đi biểu diễn bằng sơ đồ nào các em. Nào, ta có sơ đồ này. Theo như đề bài á, đó là lượng nước mắm trong chai nhỏ mình biết rồi, thì mình sẽ biểu diễn lượng nước mắm trong chai nhỏ trước nhá. Chai nhỏ nào. Chúng ta sẽ vẽ một đoạn thẳng để tượng trưng cho 250ml. Thầy sẽ vẽ độ dài là 2cm nhé, là cái đoạn này này. Tượng trưng cho 250ml. Rồi, tiếp theo là chai to. Theo đọc đề ấy, chúng ta thấy rằng là chai to lượng nước mắm nó gấp 2 lần chai nhỏ. Tức là nếu mà chai nhỏ là một đoạn thì chai to sẽ là 2 đoạn như vậy em nhé. 2 đoạn như vậy, mình dùng thước mình gióng thẳng xuống. 2 đoạn như vậy, mỗi đoạn là 2cm đúng không? Đây, đây chính là chai to chúng ta chưa biết. Hỏi chấm ml. Và đề bài hỏi chúng ta rằng là mẹ đã mua tất cả bao nhiêu ml nước mắm, thì tức là chúng ta phải tính tổng đúng không? Xem là chai nhỏ bao nhiêu cộng với lại chai to thì mình sẽ ra được là tổng
Như vậy các em đã hình dung ra hai bước tính chưa? Bước 1, tính lượng nước mắm ở chai to đúng không? Tính lượng nước mắm ở chai to. Sau đó bước 2 mình mới tính tổng được đúng không các em? Mình tính tổng lượng nước mắm ở hai chai. Thế vậy thì bây giờ bước 1 thì mình tư duy như thế này. Ở chai to thì gấp 2 lần chai nhỏ, vậy thì phép tính sẽ là lấy lượng ở chai nhỏ chúng ta nhân 2 lần lên, đúng chưa các em? Đấy chính là phép tính. Thế còn lời văn thì chúng ta sẽ nói như sau. Số ml nước mắm chai to có là, hoặc các em thể trình bày khác thầy, các em thể nói là lượng nước mắm có trong chai to là, đúng không? Số ml nước mắm chai to có là. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép tính, đó là lấy lượng nước mắm trong chai nhỏ này là 250 này, từ gấp 2 lần tức là ta nhân 2. Hoàn toàn em đặt tính ra kết quả sẽ bằng 500 và nhớ ghi đơn vị là ml. Chúng ta đã có lượng nước mắm ở trong chai to rồi các em ạ. Đó là 500 ml. Bây giờ chúng ta cộng hai cái lượng nước mắm ở chai nhỏ và chai to lại thì mình sẽ ra được tổng, tức là mình sẽ ra được cái kết quả cuối cùng của bài toán. Chúng ta có lời văn, số ml nước mắm mẹ đã mua là, chúng ta sẽ lấy lượng nước mắm ở trong chai nhỏ là 250 ml cộng với chai to chúng ta vừa tính là 500 ml. Hãy các em đặt tính ra nhé, kết quả sẽ là 750 ml. Hoặc các em có thể tính nhầm được đúng không? Đáp số chúng ta ghi đầy đủ cho thầy nhé. Đáp số để bài hỏi chúng ta là bao nhiêu ml nước mắm thì mình sẽ ghi đáp số là 750 ml nước mắm. Như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 6 rồi các em ạ. Chúng ta cùng đi đến với bài tự luận 7. Đề bài như sau. Hôm qua mẹ mua 2 túi đường, mỗi túi có 350 g, và đổ hết lượng đường đó vào lọ. Hôm nay mẹ lấy 250 g đường để làm bánh, hỏi trong lọ còn lại bao nhiêu gam đường. Và để các em hiểu hơn thì thầy Tài sẽ hướng dẫn các em, chúng ta cùng biểu diễn bằng sơ đồ của các em nhé. Nào, chúng ta có sơ đồ này. Thầy có sơ đồ của hôm qua này và có sơ đồ của hôm nay. Hôm qua thì mẹ mua 2 túi đường, mỗi túi có 350 g, tức là 2 túi này bằng nhau đúng không các em? Thầy sẽ vẽ 2 đoạn thẳng bằng nhau là biểu thị cho 2 túi của ngày hôm qua mẹ mua. Mỗi túi này nặng 350 g. Được chưa nào các em? Rồi, bây giờ hôm nay, bây giờ chúng ta trước hết chúng ta gióng thẳng điểm đầu xuống đã. Hôm nay mẹ đã lấy ra 250 g đường để làm bánh. Rồi. Tức là cái đoạn còn lại ấy, đường còn lại ngày hôm nay ấy, sẽ là ngắn hơn so với lại ngày hôm qua đúng không các em? Ngắn hơn. Giả sử đến đây chẳng hạn. Và ngày hôm nay còn lại bao nhiêu chúng ta chưa có biết. Là hỏi chấm gam mình chưa có biết này. Và chúng ta dùng thước ta gióng thẳng lên thì mình sẽ nhìn ra được là cái lượng đường mà mẹ đã lấy đi là ở đâu? Đây chính là lượng đường mẹ đã lấy đi. Đúng không? Đây chính là 250 g. Các em đã hiểu chưa? Như vậy, làm thế nào để tính lượng đường còn lại ngày hôm nay thì chúng ta sẽ phải có bước 1, đó là tính lượng đường ngày hôm qua mẹ mua đúng không? Tính lượng đường mà mẹ đã mua, tức là vào ngày hôm qua đấy, ngày hôm qua mẹ đã mua này đúng không, 350 g này, có 2 túi như vậy thì các em phải tính xem là ngày hôm qua tất cả là có bao nhiêu gam đường mẹ đã mua này. Sau đó chúng ta sẽ phải trừ bớt đi 250 g, cái lượng đường mẹ lấy ra làm bánh thì sẽ ra còn lại của ngày hôm nay. Em đã hiểu chưa? Đó. Bước 2. Đó là tính lượng đường còn lại. Đấy, các bước tính em đã có rồi. Trên sơ đồ em đã có rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi trình bày lời văn nhé. Mình sẽ nói là số gam đường hôm qua mẹ mua là, mỗi túi cân nặng là 350 g. Có 2 túi như vậy chúng ta nhân 2 lần lên. Đúng chưa? Em đặt tính ra kết quả sẽ được là 700 g. Rồi. Như vậy ở trên sơ đồ này chúng ta đã biết rằng là ngày hôm qua mẹ đã mua 700 g đường đúng không? Tính là chính là cái đoạn dài này. Từ đây đến đây đúng không các em? Đây. Được chưa? Và chúng ta sẽ trừ bớt đi 250 g mà mẹ đã lấy ra làm bánh đúng không? Thì sẽ ra được lượng còn lại ngày hôm nay đúng không các em? Rồi, bây giờ mình sẽ nói đó là số gam đường trong lọ còn lại là, thì mình sẽ lấy là 700 g này. Của ngày hôm qua này trừ đi 250 g mà mẹ đã lấy ra làm bánh thì ra còn lại. Em đặt tính ra nhé, kết quả là 450 g. Và cuối cùng chúng ta sẽ ghi đáp số là 450 g đường. Như vậy chúng ta đã xong bài tự luận 7 rồi các em ạ. Tiếp theo chúng mình cùng đến với bài tự luận 8. Đề bài như sau. Để đàn kiến vượt qua dòng thác,
6 con kiến đã xếp thành cây cầu như bức tranh. Mỗi con kiến dài 12 mm, hỏi cây cầu dài bao nhiêu mm? Chúng ta tư duy như thế này. Có 6 con kiến đã xếp thành cây cầu và mỗi con kiến dài 12 mm, đúng không? Con kiến thứ nhất dài 12 mm này, đúng không? Con kiến thứ hai cũng dài 12 mm. Con kiến thứ ba cũng vậy. Đấy, chúng ta có thể liệt kê như thế này cho thầy này. Đây các em, đấy, có 6 con kiến, mỗi con kiến dài 12 mm, đúng không? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bây giờ chúng ta cộng lại thì có phải là 12 mm này được lấy mấy lần các em nhỉ? Được lấy 6 lần. Vậy thì phép tính chúng ta sẽ lấy là 12 x 6 các em nhé. Các em đã hiểu chưa? Vậy chúng ta trình bày như sau. Cây cầu dài là mỗi con kiến dài 12 mm, có 6 con kiến, ta sẽ gấp 6 lần lên. 12 x 6, các em đặt tính ra nhé. Kết quả sẽ bằng 72, đơn vị là mm. Và cuối cùng, mình sẽ ghi đáp số 72 mm. Em thân mến, như vậy vừa rồi em đã cùng với thầy Tài củng cố kiến thức và làm bài tập tuần học 14 rồi. Thầy chúc em học tốt và hẹn gặp lại các em ở trong các video tuần học tiếp theo các em nhé.